Mày nhận cái xe trong mơ luôn, đó cái xe là trong mơ của mình luôn đó. Ôi em nói thiệt chứ này cũng gọi là may mắn lắm luôn, em mới được trải nghiệm cái xe này á anh. Tại vì cái xe này là nó cũng khá đặc biệt. Sơ qua lịch sử thì rõ ràng trong vòng hơn 25 năm là các kỹ sư Honda muốn chứng minh là ta có thể làm cái xe cầu trước nhanh nhất thế giới. Hồi trước em đọc cái lịch sử á, giống như là người ta hay cười nhạo xe cầu trước mà đua cái gì. À thì đúng, cái xe cầu trước nó bị rất là bị giới hạn về cái chuyện vừa kéo mà vừa đánh lái, nó dễ bị understeer, mất lái. Mà họ đã nghiên cứu ra và họ chứng minh trên đường Nürburgring thì nhanh nhất con số à, nhanh nhất xe cầu nhất nhanh nhất à, xe cầu trước nhanh nhất thế giới. Thì Tuấn đã có dịp và trải nghiệm là fan của Subaru. Dạ à, thì tại sao là chồng mua cái này thay vì cái chiếc WRX mới ra? Là cái đời mà SCI hồi xưa nó khá là gần với các cái giải rally. Cái đời sau này thì cái design nó hơi thiên về hơi hiện đại, mất cái theo cá nhân em thôi chứ còn nó hơi hiện đại quá. Mình thì cái classic Civic Type R nó vẫn giữ một cái phong cách là mặc dù nó đời mới nhưng vẫn duy trì cái phong cách xe giống như cách đây 20 năm về trước. Đúng rồi. Cái người ngồi trên xe vẫn thể trải nghiệm được những đúng gì rồi. Mà động cơ thay đổi thôi. Tại vì Hải cũng đã trải nghiệm với chiếc Civic Si. Nó cũng giống cái cảm giác như ngồi trên y chang. Dạ. Cái ghế này kia cũng cái ghế giống như luôn. Tới giờ em luôn. Thì chưa được trải nghiệm cái đó nhưng mà thông qua. Thì hôm nào có biển số này hai anh em mình lấy hai chiếc chạy thử. Thiệt. Mình chắc không lại xe này đâu. Mới hơn. Tuấn chia sẻ thế nào về cái khoang nội thất ở trong xe? Cái khoang nội thất này thì nó giống như là rõ ràng là nó gọi là driver focus, thiên về cái người lái. Người lái như này rất là tiện, rất là gần những cái coi như là tiện dụng cho người lái đó. Em nghe nói là xe này nó có tự động rev max luôn, tức là tự bù ga khi mà mình xuống số, mình đỡ phải hiu tô vậy nè. Thì cái hiu tô nó làm cho mình như chiếc SCI á, là nó làm cho mình mất thời gian hơn nhiều. Mình hiu tô mình chưa có chuyên á mà nó tốn thời gian để luyện, còn cái này là mình chỉ cần đạp thắng mà mình đạp côn mình về số là bù lên. Trời, cái đó là em cũng muốn trải nghiệm. Tại vì cái đó nó chỉ có trên chiếc những chiếc xe đắt tiền như Porsche 911 mà manual á thì nó bù số. Mà Việt Nam thì 911 manual thì khá hiếm luôn anh. Sắp tới thì có thể có chiếc Ford Classic là nó manual. Đó là khủng khiếp lắm cái luôn. Cái hay của xe này là nó bù ga khi giống như anh chạy xe mà xe số côn tay côn mà xe máy á, thì anh xuống số anh nẹt cái để cho nó match cái của anh, chứ không là anh không nẹt thì nó bị gừ. Thì cái xe này nó tự bù cho anh luôn, cho nên anh không cần hiu tô nữa, anh không cần nhịp cái ga một cái nữa, mà anh chỉ cần đạp thắng, đạp côn, sang số hạ cái là xong. Ủa, nó nhanh hơn nhiều. Ban đầu khi ra mắt cái mẫu xe này thì cái giá công bố là khoảng tầm 2,5 tỷ. Nhiều người kêu ô cái xe nó mắc. Nhưng mà hôm tháng 3 Hải qua Bangkok Motor Show, giá là 2,9 tỷ, tương đương 2,9 tỷ. Mà Bangkok là một thị trường xe rất là lớn. Đúng rồi, đúng. Nên mình thấy là ở Việt Nam cái giá này bán là quá là hợp lý. Quá hợp lý luôn á, thật sự. Đáng tiền á, tại vì cái xe này có rất nhiều công nghệ. Tại vì để mà chạy được cầu trước mà nhanh nhất thế giới thì nó phải cần chỉnh rất là phức tạp ở phía trước. So với cầu sau. Đúng rồi. Nhưng thêm một cái nữa là cầu trước mà máy đặt trước mà chạy cầu trước á thì nó giống cái kiểu mà 911 mà máy đặt sau cầu sau. Thì cái hao phí về cái hiệu suất á nó đỡ hơn. Tại vì anh đặt cái máy đằng trước mà anh lấy cái trục cắt đăng dài ra đằng sau thì nó sẽ bị bớt hiệu suất hơn là cái máy nằm đó và cái ra bánh luôn. Thì cái trục nó chút xíu à, giống như máy sau cầu sau vậy đó. Mình thử coi cái xe này á là giờ mình đạp thắng, mình đề nó nổ không hay mình phải đạp côn vậy? Thử ha, ok. Rồi, tính chữ thắng nhanh đâu luôn. Để giúp em ra nó sẽ dạ. Thấy chưa? Clutch, push, phải đạp côn. Push, à, nó kỹ, xe sửa là kỹ. Rồi, 2, 3. Lần đầu tiên anh được nghe tiếng động cơ luôn đó. Em coi cái này nó có cái bộ on off hay gì không, là brake pull remote có bộ on off gì không hay là không có on off luôn, tức là cái chế độ mode của nó là nó có chế độ cái chế độ mà anh muốn, chế độ mode
bô của nó để rồi cái tiếng bô của nó sẽ hay hơn. Ok, vậy là nó có cân chỉnh bô theo cái với lại mình sẽ có một cái nữa là trong cái in video đó, trong cái chế độ in video của đây thì mình có thể cân chỉnh rồi cái này tự chỉnh giống như còn không thì mình muốn nhanh thì mình chỉ bấm error loss là được raise mode như rồi mình thử nè cái nha. Khoai ba này có nha. Mới có 4.1 em về không? Nó limit 3.5, và đạt full vô cũng limit 3.5. Ok. Thì cái xe đang có giới hạn không cho đạt quá khi ở yên một chỗ. Đúng. Không quá 3.5. Thì hy vọng là chỉ trên đường thực tế đúng mới rồi. Sẽ có tốt hơn. Cái này nó gọi là nó giữ cho cái động cơ an toàn. Rồi, cảm giác của Tuấn khi nhận được chiếc xe đầu tiên ở Việt Nam, chiếc Swift 2A đầu tiên Việt Nam, thế nào, chia sẻ cảm giác mình. Thực sự là không có lời nào diễn tả anh, em chỉ thấy là em quá may mắn được trải nghiệm như vậy thôi. Nên là có bản số rồi em với anh đi trải nghiệm chứ giờ không biết nói gì rồi, luôn. Rồi, đó là những chia sẻ của anh Tuấn, một người nhận chiếc xe Swift 2A đầu tiên ở Việt Nam. Và hy vọng là sau khi có biển số, hai anh em sẽ có dịp và trải nghiệm thực tế trên tuyến cao tốc mới từ Sài Gòn đến Bình Thi luôn. Tới Bình Hảo. Gần 260 cây số. Ok mọi người theo dõi nha. Rất là cảm ơn anh Tuấn thật nhiều. Chúc mừng lần nữa. Hy vọng là sẽ có dịp hai anh em cùng nhau trải nghiệm thực tế xe này nha. Cảm ơn anh. Ok, chúc mừng.